quét nhà xong rồi đi dọn hai trái dừa của bà nội phải không? Đây, ai xách tay đây cho mẹ. Đây, đưa cho mẹ, kéo lên đây. Đây, cho mẹ đi. Đây, kéo lên đây cho mẹ đi. Đi đâu vậy? Mẹ rồi hả? Đi nghỉ đi. Nằm nghỉ đi con. Nằm nghỉ đi, mệt rồi, nãy giờ dọn dẹp mệt rồi. Rồi, dọn dẹp xong rồi mệt rồi, nghỉ đi nè. Rồi đi đâu nữa vậy? Hả?